Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở chap trước, sau pha phối hợp nhấp nhô ngay trong Toco Toco, băng Burom đã giúp Big Mom biến mất khỏi bản đồ, cùng với đó là sự xuất hiện bất ngờ của đám Number. Theo nhiều đồn đoán thì nó chính là thí nghiệm lỗi về chủng tộc khổng lồ cổ đại, tức là bây giờ thay vì cả team đánh nhau với một con Ozu thì giờ là ba con. Sanji sau pha hất cùn của King cũng tỉnh dậy, còn Luffy và Zoro trong lúc phi không số lùi lên nóc nhà đã bị Queen quăng về với đất mẹ. Cuối cùng, băng Burom tập hợp đầy đủ, sẵn sàng làm kèo solo với băng Bách Thú. Hôm nay, mời anh em cùng Hokage, Tứ Hoàng Bi tìm hiểu và phân tích chương 990 với tiêu đề Sự phản bội của Rex, trạng thái Gear 4 của Luffy. Mở đầu chapter 990 là khung cảnh Onigashima, sau 8 chapter bị trói bởi người anh em nằm vùng Kyoshiro. Cuối cùng nhờ vào đường quyền Ikoku của Big Mom trong chapter 988, tên Sasaki, một trong các Tobi Robo mới được thả ra. Từ đó có thể thấy, uy lực đòn tấn công của Big Mom khủng khiếp cỡ nào, không chỉ phá hỏng vài tòa nhà mà còn có thể xuyên thủng cả gốc cây nơi Sasaki bị lừa tinh. Với thân phận là một Tobi Robo, khi đám thuộc hạ gấp rút để có mặt hỗ trợ Kaido, thì thanh niên này vẫn đau đầu với những câu hỏi tôi là ai, đây là đâu. Thậm chí bằng số bình 999, Sasaki còn vô tư nốc rượu không quan tâm đến sự đời. Đúng là giang hồ hiểm ác không bằng mạng lắc bất thường. Quay trở lại với rạp xiếc trên nóc đầu lâu, nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt, máu me đầy giường giữa những con súc vật, ý mình là những con thú vật. Trách một lần, bằng hình dạng vòi dễ thương bà cố luôn. Dễ thương bà cố luôn. Hắn quẩy nát đội hình của tộc Minh, kể cả họ có đang trong trạng thái số long. Dựa vào hình ảnh này có thể thấy, Trách đã phải chịu rất nhiều thương tổn trong trận chiến. Cũng phải thôi, liều thì ăn nhiều mà không liều thì chỉ quan đầu bờ. Trước nhiều pha tàn sát dã man còn ngàn, Kinemon với thanh kiếm trên tay tính bay vào xin que Trách, nhưng đã bị Nekomamushi và Inorashi cản lại. Hai người họ sẽ tự giải quyết mối thù hận mà hắn gây ra trên đảo Zou. Trong khi đó, cả Queen và Trách lại tiếp tục trở về đoàn tụ bên nhau. Kèm theo đó, chúng ta lại được chứng kiến hai võ sư hệ mồm liên tục trao đổi chiêu thức với nhau. Trong giây phút bốc đồng, Queen chợt nhận ra bản thân bốc mộ, khi mọi báo cáo của Babanoki đều sai sự thật. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng băng nhóm đồng nát đã đe dọa Babanoki. Trên thực tế, trong chapter 949, Luffy đã tay nhanh hơn não, làm tắc nghẽn chiếc ống đồng dài chưa đến 20cm của Babanoki, khiến hắn tự bóp chính mình lăn ra bất tỉnh. Nhân cơ hội, Tama bằng năng lực trả ác quỷ, điều khiển hắn báo cáo sai thông qua Kibidango. King quay trở lại cố gắng liên lạc với các Tobi Robo để thông báo về nhiệm vụ đi tìm Yamato chính thức chấm dứt, tạm hoãn mọi vấn đề đấu đá nội bộ. Thay vào đó, đám quân đồng minh treo lên nóc nhà tiếp cận Kaido. Từ đây có thể thấy, đám thuộc hạ của Kaido ham muốn quyền lực như thế nào. Mặc dù biết rằng tình hình xung quanh đâu đâu cũng là chiến trường, nhưng bọn chúng vẫn chỉ quan tâm đến việc đấu đá lẫn nhau nhằm leo lên chức vị Okaban. Trong khi đó, X-Rex đã có cho mình những lời thả thính về việc làm phản với Hawkins. Bằng nhiều pha bói toán đi vào lòng đất, Hawkins có nhắc đến số phận của ai đó rằng người này chỉ có 1% cơ hội sống đến ngày mai. Đây có thể là cái chết đầu tiên sẽ xảy ra trong cuộc chiến này, hoặc cũng có thể chính 1% ấy sẽ cứu người đó thoát khỏi tử thân. Ngay lập tức, Fuzufu xuất hiện, hắn bằng với thái độ đang xưng mày tao giờ lại chuyển qua cậu tớ, bàn với X-Rex về kế hoạch tiêu diệt Queen Tấu Hai. Nhận ra trong câu nói tràn ngập mùi thính, Rex ban đầu với không cảm xúc né hết tất cả mọi thứ, nhưng tiếc cho anh không phải Hồ Quang Hiếu. Quay trở lại với đội hình con nồng cháu cha, bằng Burom với sự góp mặt của tất cả thành viên, cùng với sự hỗ trợ của nhiều samurai cỡ vừa và nhỏ, họ chống trả quyết liệt với những con Number và đám samurai phản bội. Bất lực trước khả năng của các thí nghiệm khổng lồ cổ đại, bằng tất cả sức mạnh tình bạn, sức mạnh hồi tưởng, bằng Burom cùng nhau xông lên hợp sức hạ gục chúng. Luffy sau một khoảng thời gian ăn cơm tù và bóc lịch đếm số, cậu đã luyện được Haki vũ trang cấp cao. Ngay lập tức không chần chừ, thanh niên não cao su bật hẳn Gear 4 solo với hai con Number. Tuy nhiên, dựa vào những lời mà ông trùm Hyogoro nói, nhìn bộ dạng thì có thể thấy như là một minh vương. Quay trở lại với X-Rex, vì ham mê giàu sang mà bán đi hạnh phúc đời mình, tưởng chừng vớ được kèo thơm nhưng hóa ra lại là bà chó. Queen và Fuzufu đã phát hiện ra kẻ thả lò ở Hoa Đô chính là X-Rex, và cũng chính anh là kẻ mà hai tên này nhắc đến trong chapter 981. Thông qua câu nói của Fuzufu, Queen không phải đưa nói láo, nếu hắn đã bảo có kẻ muốn khử thì cả hai ta cùng chung ý tưởng. Hawkins cũng có vẻ đã biết chuyện này thông qua quẻ bói, tuy nhiên đó chưa phải tất cả. Trong chapter 954, khi được thả, Lo bằng với năng lực trái OP phanh tay Hawkins thành nhiều khúc, và chính Lo cũng nói rằng anh sẽ phối hợp vào trong đạo âm mưu của Rex. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về đạo âm mưu này nên mình sẽ không đề cập đến. Khi cuộc chiến tại Onigashima diễn ra, cũng trong chapter 990, Rex đã nói với Hawkins rằng
ngươi hẳn không đến để báo ơn chứ. Dựa vào nhân chứng trên, có thể suy đoán, sau khi bị lo chặt thành từng khúc, Rex đã có mặt để giúp Hawkins nối lại cơ thể. Chính vì thế mà bằng khả năng ăn cháo đá bát, ăn cốt đá bô, Hawkins liền trở mặt, nhờ vào mấy quẻ bói toán dở hơi của hắn. Đến đường cung, trước sự tra khảo mang tính ác ôn vùng nông thôn của Quinn, Rex nhớ lại lời của Kobe khi anh còn làm hải quân về bộ não cao su vô địch thủ của Luffy. Anh liền dùng sức mạnh che doan trốn chạy, tìm kiếm tình yêu cho đời mình. Bằng chiêu thức Caliber, Rex hỗ trợ lồ chém thẳng vào cái đầu cắt moi của đám Number, đồng thời tuyên bố băng bách thú chỉ là đám Double Rare Rex, giờ bố mày thuộc liên minh đồng nát. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua phần phân tích. Đầu tiên là về bộ dạng minh vương của Luffy, dựa vào câu nói, vẫn dạng đó, nhìn bộ dạng thì có thể thấy như là một minh vương. Điều này ám chỉ rằng trước đây, bằng kinh nghiệm chuyên làm MV giang hồ nói đạo lý, Hyogoro đã từng thấy phong thái của một vị vua thông qua các samurai hay lãnh chúa tại Wano, cụ thể hơn chính là Oden. Cho đến khi Orochi được sự giúp đỡ của Kaido lên nắm quyền, thì mọi phong thái và hình ảnh đó dường như biến mất. Chính bởi sự liều lĩnh cùng thái độ đếch sợ bố con thằng nào của Luffy, cộng thêm hình thái Gear 4 lao vào đi đường quyền với Number, đã khiến cho Hyogoro một lần nữa thấy được phong thái của một minh vương, thứ gần như đã biến mất suốt 20 năm. Thông qua câu nói đó cho thấy rằng, Luffy dần trưởng thành hơn sau nhiều trận ăn hành lớn nhỏ khác nhau. Mặc dù không rõ ràng, nhưng chính bởi hành động trong chapter 990 này đã chứng minh, băng Buram đã sẵn sàng tiến đến hòn đảo cuối cùng, ráp theo, và Luffy đổ trách nhiệm để gánh vác cái ghế Hokage biển cả, ý mình là vua hải tặc. Tiếp theo là Rex. Theo thông tin trong chapter 956 thì anh cũng thuộc lực lượng bí mật thành kiếm chung với Kobe. Tuy nhiên, vì có sự góp mặt của CP0 tại Wano khiến cho Rex nghi ngờ về việc chính quyền đang tự tiến hành thỏa thuận riêng với Wano, một vương quốc do hải tặc kiểm soát. Thế nên, để tránh thông tin tới tay chính phủ, Rex đã tự lập ra một kế hoạch cho riêng mình. Đó cũng chính là lý do tại sao một hải quân ngầm lại giải thoát cho hải tặc. Thậm chí anh còn nhờ đến sự phối hợp của Law. Hiện tại, mặc dù đã bị Quinn, Fuzufu và thanh niên cơ hội Hawkins gang bang, nhưng Law vẫn chưa xuất hiện. Nếu dựa vào câu nói trong chapter 954, nếu cứu ta là một phần trong đại âm mưu của ngươi thì ta sẽ phối hợp, tức mọi thứ vẫn đang còn nằm trong kế hoạch của anh. Cho dù anh có chết thì âm mưu đó vẫn sẽ được tiếp tục. Hành động tự hủy, gia nhập vào liên minh đồng nát chính là lựa chọn duy nhất. Như anh đã nói, nếu quay lại làm hải quân thì đó sẽ là một bước lùi, còn nếu đầu hàng thì chắc chắn Quinn sẽ tra tấn anh đến chết. Sẽ có bạn hỏi rằng, vốn dĩ Rex đã nằm trong lực lượng ngầm của hải quân, vậy thì tại sao không quay về được? Lý do chính là vì thông tin cá nhân của anh được bảo mật tuyệt đối, không ai biết anh đến từ đâu, cả kẻ địch lẫn hải quân chỉ biết được rằng đây là một hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất vào 2 năm trước. Cho nên, nếu Rex về hải quân thì thân phận của anh sẽ bị tiết lộ, khi đó để quay lại nằm vùng trong băng của một tứ hoàng dường như sẽ không thể. Hơn nữa, vị trí hiện tại của anh là Toby Robbo, một trong những thủ lĩnh gần như thân cận nhất với Kaido, khác hẳn với dăm ba thằng lính quen như Hawkins. Chính vì thế mới nói rằng quay lại hải quân là một bước lùi lớn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video phân tích chương 990 của One Piece. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!